Rồi hello, chào các bạn, quay lại kênh của mình. Hôm qua mình mới làm xong cái OC này, cũng chưa có làm clip gì tiếp nên hồ vẫn còn như vậy nha các bạn. Nhưng hôm nay mới về được sản phẩm mới, mình muốn giới thiệu với các bạn. Lâu rồi mình không có làm review sản phẩm liên quan đến hồ cá, nhưng do cái này nó thấy mình thấy nó rất là mắc nên mình quay lại chia sẻ với các bạn nha các bạn. Đây mình mới nhập về hàng một cái đèn UV của hãng Feriha các bạn, của hãng Feriha 18W. Hãng này nó chỉ có 3 loại thôi, 18, 36 và 54W nha các bạn. Vỏ hộp bên ngoài rất là to và chắc chắn luôn nha. Các bạn thấy hoạt động UV của nó là tương đương với 5.000 giờ luôn các bạn. Cái này là mình đang nhập cái này là 18W, điện từ 220V cho tới 240V, 50-60Hz nha các bạn. Có chuẩn EV chống nước X8 cũng rất ok. Rồi bây giờ mình tháo cái hộp này ra các bạn xem nha. Rồi các bạn, thoạt đầu nhìn thì rất là chắc chắn luôn. Cái đèn cực kỳ bự luôn các bạn, rất là bự luôn nha. Nó khoảng 35cm các bạn, nó dài 35cm. Ở phía trong thì thông số nó cũng y chang phía ngoài thôi nha. Nó có hai cảnh báo là mình không được nhìn vào đó các bạn, không được để tránh tiếp xúc mắt của mình và cả mắt của cá luôn các bạn. Trước mắt thì do cái đèn này nó mắc quá nên mình mới review cho các bạn. Mình thấy ở trên thiết bị bể cá đang bán cái đèn này với giá là 1 triệu đồng các bạn. Giá rất là cao, mình nghĩ chắc là nó rất là tốt luôn. Nhưng mà mình thì cũng có khách hàng cũng đa dạng lắm nên hôm nay là có khách hàng đặt mình mới lấy nha các bạn, chứ tại vì nó mắc quá mình sợ lấy về để trong kho không có bán được hàng á nên mình chưa có lấy. Nhưng mà hôm nay khách hàng đặt thì họ hỏi họ lấy cái nào, họ kêu lấy cho họ cái tốt nhất thì mình nghĩ mình thấy cái nào cái này mắc thì mình lấy thôi, chứ mình cũng chưa xài cái này luôn các bạn. Hy vọng là cái vị khách này xài rồi sẽ báo phản hồi lại cho mình, rồi mình cái gì mình sẽ phản hồi lại cho khách của mình. Hoặc là mọi người có muốn mua thì cứ inbox Zalo cho mình, rồi mình hoặc là vào thẳng trong Shopee của mình nha. Đặt hàng của mình thì sẽ rẻ hơn ở ngoài một tí thôi chứ cũng không có nhiều. Giá của mình bán công khai cái này là 900.000 các bạn, mình thấy cũng rất là cao. Nhưng mà dành cho những cái anh mà yên tâm hơn để trong thời gian sử dụng để nó, nói chung là mình sẽ yên tâm hơn các bạn, mình sẽ nên sử dụng cái loại này thì tốt hơn. Đèn 18W thì mình nghĩ chỉ dùng thôi hồ một khối thôi. Vậy mình thấy mấy cái đèn mình sử dụng thì mình sử dụng đèn cao watt không à, mà không biết sao anh này anh thích cái đại loại này. Thôi hôm nay mình chỉ làm clip ngắn review cái đèn này cho các bạn xem thôi ha. Cái này nó có hai cái bóng nữa các bạn, ở trong này nha. Ở trong này nhìn cũng cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Còn không có test được tại vì cái đèn này của khách nên mình không có test. Rồi chào biết các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Quên kênh mình lâu quá mình làm review nên mai mốt mình sẽ làm thường xuyên lại, những giới thiệu một số sản phẩm liên quan tới hồ cá lại nha các bạn. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Rồi đây là đèn UV Feriha dòng B12W nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ cầm trên tay cực kỳ chắc luôn các bạn. Và độ dài của nó 35cm, dây của nó cũng rất là dài luôn, dây của nó dài 2m nha các bạn. Rồi các bạn có mua thì ủng hộ mình ở trên Shopee hoặc là trên link miêu tả nha.